Thanh Hoa xin kính chào quý vị. Hiện tại bây giờ Thanh Hoa đang có mặt tại một nơi mà có nền kinh tế rất là phát triển, chỉ đứng phía sau thành phố Hồ Chí Minh, đó là Bình Dương. Bình Dương là một tỉnh thuộc khu vực của Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam. Phía Đông giáp với Đồng Nai, phía Bắc giáp với tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp với Tây Ninh và một phần của thành phố Hồ Chí Minh. Phía Nam giáp với thành phố Hồ Chí Minh và một phần của tỉnh Đồng Nai. Với vị trí địa lý đắc địa, giao thông thuận tiện và khí hậu ôn hòa, Bình Dương đã không ngừng chuyển mình để phát triển trong những năm trở lại đây về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và an ninh xã hội. Và bản thân Thanh Hoa thì cảm thấy mình rất là may mắn khi đã có cơ hội được nhiều lần đến nơi đây, cho nên có thể cảm nhận được Bình Dương đang ngày càng rất là phát triển về vấn đề an ninh xã hội cũng như là rác thải công cộng cũng đang rất là được kiểm soát một cách chặt chẽ. Chính vì vậy mà những quý vị nào đang mong muốn tìm kiếm một nơi để có thể an cư hay là tìm kiếm một cơ hội để đầu tư sinh lợi thì Bình Dương là một sự lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo cho tất cả quý vị.